Thật ra mà nói là tôi rất là sốc về nhân vật này, vì tôi biết được cái lịch sử. Tôi đi huyền giã ngoài những cái tài liệu chính sử, thì còn học những cái tài liệu của những các nước bạn, ví dụ như Trung Hoa và Đức Trần. Thế rồi thì tài liệu chính sử đã thì rõ ràng là không tìm ra được ai là bố của Trần Thủ Độ. Nhưng Trần Thủ Độ có bố không? Rất khác là phải có một ông bố nhé. Không có một ông bố thì không có ông Trần Thủ Độ. Trừ một cái người mà không có bố là cái ông mà cái Tây Du Ký nhé. Thế còn bố Trần Thủ Độ là ai? Thì tôi xin nói như thế này. Năm 1272 thì Lê Văn Hưu dân bộ lực lượng Thái Cổng Thư, có nghĩa là lúc bấy giờ đã hoàn thành rồi. Mà năm 1266 thì Trần Thủ Độ chết. Như vậy là ít ra thì khởi thành của lực lượng Thái Cổng Thư Lê Văn Hưu vẫn biết khi là Trần Thủ Độ. Thứ nữa là Trần Thủ Độ là một nhân vật kiệt xuất, coi như là một người đạo diễn cho cái phương trình nhà Trần. Một nhân vật lừng lẫy như thế thì Lê Văn Hưu cũng dám bỏ sót không? Không được. Cho nên vì những lý do tế nhị nào đó, hay vì những lý do đặc biệt nào đó, hoặc là vì sự cấm kỵ nào đó, không được tiết lộ bố Trần Thủ Độ đó. Cho nên Lê Văn Hưu không chết, bởi vì Trần Thủ Độ là nhân vật đương thời mà các nhân mà cái bộ đại diện sứ còn như Lê Văn Hưu chép từ nhà Triệu cho đến Lý Triều Hoàng, những người tham gia triều chính của nhà Trần đấy thì tham dự vào hai cái triều đại của nhà Lý là Lý Hoàng Tông và Lý Triều Hoàng. Năm 1210 là Thái Tổ Sản chạy loạn về Hà Nội,